Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2018, Dương Văn Trường điều khiển xe máy biển số 67H2488 đến khu vực ấp An Khương, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tìm người quen nhưng không thấy. Lúc ra về, Trường đi ngang nhà ông Nguyễn Văn Ngời, sinh năm 1935, ở ấp An Khương, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới. Thấy ông Ngời đang ngồi uống nước trà một mình trước nhà nên Trường ghé lại ngồi uống chung, đồng thời hỏi thăm tìm kiếm người quen. Trong lúc uống nước trà với ông Ngời, Trường phát hiện trên tay ông Ngời có đeo một nhẫn vàng 24 carat nên nảy sinh ý định cướp nhẫn vàng để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Trường giả vờ hỏi mượn nhẫn vàng, nhưng ông Ngời không cho. Trường đã dùng vũ lực để tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ông Ngời, rồi nhanh chân bỏ chạy. Ông Ngời tri hô, người thân của ông Ngời rượt đuổi theo và bắt được Trường cùng tang vật, đồng thời trình báo cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.